Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cứu trợ SCB chỉ là cho thuốc bổ. Ngày 21 tháng 4, VOA tiếng Việt cho hay, Việt Nam giải thích về 24 tỷ đô la cứu trợ SCB. Chuyên gia nói thuốc chữa bệnh quan trọng hơn thuốc bổ. VOA dẫn lời ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nói hôm 19 tháng 4 rằng khi SCB rơi vào tình trạng khó khăn, mất cân đối thanh khoản và khủng hoảng vào tháng 10 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã có giải pháp kịp thời và cần thiết để ổn định tình hình, đảm bảo hệ thống ngân hàng nói chung cũng như hệ thống tài chính của quốc gia. Tuy ông Tú không cho biết chính xác số tiền đã bơm để cứu SCB là bao nhiêu, nhưng VOA dẫn bản tin độc quyền của hãng tin quốc tế hôm 17 tháng 4 cho biết, tính đến đầu tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 24 tỷ đô la qua các khoản vay đặc biệt dành cho SCB. VOA cũng dẫn nhận định của tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giáo sư Đại học chương trình thạc sĩ MBA và từng là giám đốc kiểm toán và giám đốc tài chính CFO cho những tập đoàn lớn nhất Hoa Kỳ, cho rằng đây là chuyện làm đúng của Ngân hàng Nhà nước. Hình ảnh bài trên VOA. Ông Lộc giải thích, động thái này có tác dụng trấn an người dân để họ không ồ ạt rút tiền, dẫn đến sự sụp đổ của SCB và nguy cơ lớn cho cả hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, biện pháp này chỉ là một liều thuốc bổ tạm thời mà không có tác dụng chữa trị lâu dài. Về lâu về dài, Việt Nam phải chữa bệnh cho SCB và hệ thống ngân hàng bằng cách số tiền này phải được tiêu xài bởi một hội đồng kiểm soát và điều chỉnh việc chi tiêu ở đâu, tái cơ cấu như thế nào. Và những điều này cần phải được đưa lên mạng, lên đài truyền hình để dân chúng biết hệ thống tái cơ cấu như thế nào, tiến sĩ Lộc nói. Ngoài ra, theo ông, còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết để ổn định SCB, trong đó có việc xử lý đống nợ xấu vốn đã tồn đọng từ trước đó khi ba ngân hàng được gộp lại. Theo tiến sĩ Lộc, bên cạnh việc bơm tiền, những tài sản của bà Trương Mỹ Lan thuộc diện phải tịch thu thì cần phải thu hồi ngay để có thể dùng làm tài sản thế chân cho gói cứu trợ 24 tỷ đô la. Điều này sẽ có hai tác dụng, giữ cho khối tài sản không bị mất giá và Ngân hàng Nhà nước có tài sản để bảo đảm. Ông Lộc giải thích, động tác này cũng tương tự như chương trình quá lớn để sụp đổ vào năm 2008 tại Hoa Kỳ khi chính phủ Obama đưa ra gói tài trợ hàng chục tỷ đô la nhưng sau đó đã thu lại cả vốn lẫn lãi. Hình ảnh người dân kéo đến rút tiền tại ngân hàng SCB sau khi bà Lan bị bắt. Theo VOA, quá lớn để sụp đổ là thuật ngữ chỉ các tổ chức tài chính ngân hàng có ảnh hưởng kinh tế đáng kể đến hệ thống tài chính. Và nếu chúng thất bại, có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế khu vực hay toàn cầu. VOA dẫn đánh giá của một hãng thông tấn Anh cho rằng, việc bơm 24 tỷ USD khoảng 5,6% GDP để cứu SCB không phải là một con số quá lớn so với mức chi trung bình của các chính phủ để giải cứu cho các ngân hàng. Nhưng động thái này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và niềm tin của các nhà đầu tư về tính bất ổn của kinh tế Việt Nam. Trong lúc các công ty đang tìm cách chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam để giảm rủi ro phụ thuộc vào Trung Quốc và việc này giống như lời cảnh tỉnh đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, tiến sĩ Khương Hữu Lộc lại cho rằng chiều hướng dịch chuyển sản xuất và đầu tư vào Việt Nam của các tập đoàn quốc tế sẽ vẫn tiếp diễn bởi các công ty nước ngoài không bị ảnh hưởng nhiều và đầu tư tại Việt Nam vẫn có lợi hơn đầu tư ở Trung Quốc vì những yếu tố rất phức tạp bên Trung Quốc. Dĩ nhiên, đây là điều không tốt, nó làm cản trở như chiếc xe bị rà thắng phần nào, nhưng nó không làm cho chiếc xe ngừng lại hay thụt lùi. Vẫn theo tiến sĩ Lộc, thông thường tại Mỹ, để giải quyết các vấn đề ngân hàng khủng hoảng như SCB, người ta thường chọn một trong hai giải pháp, phá sản hoặc cứu trợ. Tùy theo từng trường hợp, đa số Hoa Kỳ sẽ để cho các ngân hàng phá sản, chỉ những ngân hàng quá lớn để sụp đổ thì mới được cứu trợ nếu cứu được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cứu trợ SCB chỉ là cho thuốc bổ. Vợ ông Nguyễn Tường Thụy bị cấm xuất cảnh khi Việt Nam chuẩn bị ra soát định kỳ phổ quát về nhân quyền. Ngày 20 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin, Việt Nam cấm xuất cảnh đối với vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy. Theo đó, bà Phạm Thị Lân, vợ của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy, bị Bộ đội Biên phòng thuộc cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cấm xuất cảnh hôm 18 tháng 4 khi bà trên đường sang Campuchia du lịch cùng gia đình. Bà Lân xác nhận với VOA việc bà bị cấm xuất cảnh ngay sau khi bà quay về Hà Nội hôm 19 tháng 4. VOA dẫn lời bà Lân trong một livestream trên Facebook cá nhân khi trên xe buýt từ sân bay Nội Bài về nhà ở trung tâm Hà Nội.
Vào chiều ngày 19 tháng 4, tôi là người đàn bà 60 mấy tuổi mà các anh ấy bảo là vì lý do an ninh quốc gia nên tôi phải trở về đây. Tôi là một bà già suốt ngày chỉ biết trông cháu và làm nội trợ mà cũng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia à? Bà đặt câu hỏi. Bà Lân cho rằng đó là một lý do mơ hồ. Hình ảnh, bản tin trên VOA. VOA đã liên lạc với Cục xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ xác nhận việc bà Lân bị tạm dừng xuất cảnh vì lý do an ninh quốc gia nhưng chưa được trả lời. VOA cho biết nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 năm 2020, đang thụ án 11 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, nơi cách xa nhà hơn 1.500 km. Hồi năm 2023, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc ra kết luận trong bản ý kiến số 16/2023 cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giữ ông Thụy là tùy tiện, đồng thời kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức. Theo VOA, việc vợ của ông Thụy bị cấm xuất cảnh diễn ra khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chuẩn bị tổ chức tiến trình ra soát định kỳ phổ quát chu kỳ thứ tư đối với Việt Nam vào đầu tháng 5 tới tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong tiến trình này, quyền tự do đi lại của công dân cũng như các quyền căn bản khác được các bên liên quan thảo luận cùng với những khuyến nghị để Hà Nội cải thiện nhân quyền. VOA dẫn báo cáo năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo đó, Hiến pháp Việt Nam quy định quyền tự do đi lại trong nước, đi lại ra nước ngoài, di cư, hồi hương. Nhưng chính phủ thường xuyên áp đặt các giới hạn đối với việc đi lại của các cá nhân, đặc biệt là những người được trả tự do sau khi chấp hành án tù vì lý do an ninh quốc gia hoặc các cáo buộc chỉ trích chính phủ. Hình ảnh nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy trong một cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc năm 2015. Như VOA đã đưa tin, các trường hợp chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh với lý do an ninh quốc gia gần đây, bao gồm bà Nguyễn Xuân Mai, một chánh trị sự đạo Cao Đài chân truyền 1926, bị cấm xuất cảnh vào tháng 9 năm 2023 khi trên đường đi dự hội nghị về tự do tôn giáo tổ chức tại Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trí thức phản biện nổi tiếng và là một trong những lãnh đạo của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam, bị chặn xuất cảnh vào tháng 5 năm 2023 khi trên đường sang Thái Lan. Ngoài ra, vẫn theo VOA, một vài thân nhân của những tiếng nói phản biện bất đồng chính kiến cũng bị hạn chế đi lại, giữa lúc các nhóm nhân quyền cho là tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam. Tuy nhiên, Hà Nội bác bỏ cáo buộc này. VOA cho biết thêm, vào năm ngoái, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành chỉ thị số 24 trong một động thái được giới quan sát cho rằng nhằm siết chặt kiểm soát xã hội giữa bối cảnh đất nước gia tăng hợp tác quốc tế. Chỉ thị đưa ra nhiều yêu cầu, trong đó có kiểm soát chặt chẽ việc đi lại nước ngoài của công dân Việt Nam và ngăn chặn xã hội dân sự trong việc định hình chính sách của nhà nước và thành lập các nhóm đối lập chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vợ ông Nguyễn Tường Thụy bị cấm xuất cảnh khi Việt Nam chuẩn bị ra soát định kỳ phổ quát về nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để những người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d